bài nữa nào, bài nữa nào. Đấy, bài bà đấy. Bài đi học bài nào. Cười quá. Con đứng dậy đi để con chụp ảnh lên con. Đứng hát đi chụp ảnh nào con. Lớp vào. Con. Ấy chà, chị Giá Giá đấy nhỉ. Giới thiệu đấy, giới thiệu đấy. Ủa chị Giá Giá đấy. Đấy. Bùm hát đi con. Ai vui đấy, hát đấy, cả bùm hát đấy. Đi tiểu về. Hai. Cả nhà ta cũng như nhau đấy. Đi học hoàn toàn to à. Em chào cho mẹ đấy, kinh chưa? Nè, giỏi quá. Giang Sơn, Giang Sơn nhỉ? Đây, đứng lại nhìn thấy. Hát đi, hát đi. Hát nào? Hát cho em Hô nghe. Con hát đi. Bé ơi, mù đi. Ôi, cũng là hát này. Chuẩn bị ăn cơm mà có bé đi đi. Đấy, ai đây? Bạn đang TV này. Mà đùa em. 200.000 đôi đu. Cười nhìn cả. Đây em mấy ảnh này gì, mấy ảnh xịn đấy. Nào hát đi. Nè. Nhìn nó cười á. Em ơi. Cười dưa nào. Hi. Cười dưa, cười dưa. Chim đâu, khoe chim mà, bạch chim ra nào. Bạch chim xuống, kéo quần xuống, bạch chim ra nào. Bảo bác không được. Con tụ quần xuống, bạch chim ra cho các bạn xem. Đâu, chim đâu, chim đẹp đâu. Khoe này, ôi trời, xe đi. Mẹ uống bia nhá. Ông đang sang rồi. Mang ở đây. Mẹ mang quần này. Đúng rồi. Mẹ. Mẹ mang quần này. Mang quần. Càng lớn càng giống bố nó. Mình còn nhớ bé tí kia rồi. Tuyền bé tí thì nó như thế nào? Mang quần chú bạn. À, tuần chú bảnh nhá. Chim đâu, bà chim ra khoe đi, tụi con tự quần ra. Con chú bảnh nhá. Các quần ra. Mà chim nhá. Tụt quần xuống đây này, kéo xuống. Chim đâu? Đâu? Ừ, nào. Đâu, bỏ ra xem, bảo ra xem nào. Xem có đúng không? Đâu, chim đâu? Cười duyên nào. Bum không có chim rồi. Cười duyên. Bum không có chim rồi. Cười duyên nào. Rồi lại che rồi, trời.
tí là trễ. Cũng không có chim rồi. Hôm qua rất đều. Đâu, chim đâu, nào tụt ra. Cũng hôm qua rất đều. Cứ xui tìm buông rộ chim. Đấy. Đấy, ai trên TV đấy? TV nhỉ? Đúng không? TV nhà mình không? Này, thấy chưa đấy? Đứa nào TV đấy? Bác Tuấn. Ừ. Bác Khải. Bác Khoa. Bảo Anh nhà Khoa cũng hơn 2 tuổi nhỉ? Nó sinh tháng 4 năm 2012. À, gần 2 tuổi đúng không? 2 tuổi. 3 tháng nữa. Trước có chuyện với vợ chồng vừa Tuyên đây này. Để hôm nào có cuốn tài trợ chuyến xe về nhà Khoa chơi mà. Để chơi Bảo Anh này. Nhà. Ừ. Này. Dạ. Kìa, ai gọi con này? Cái gì kêu đấy? Điện thoại. Bố mày. Alo. Bố ai đây? Ờ. À, hả? Bố ai đây Boom? Ờ, giờ mình nghe rồi. Boom đây, Boom đang chạy nhảy đây. Ai tuổi ấy? Ờ. Đang làm gì đấy? Cậu đang cơm sao rồi này? Boom đùa anh. Không tỏi á? Đấy, đang chuẩn bị gia đình mình đang chuẩn bị. Tí nữa cảm nhảy đi, nhảy gang nam tai đi. Có biết nhảy không? Có chứ. Có nhạc đấy. Có nhạc. Cứ nhạc sập sình cái này ở nhà bé nó nhảy loạn lên nó bắt mình nhảy. Ở trong đấy có lúc thì mình xem. Ừ, thế nào cơ? Chỉ thích chụp ảnh thôi. Đang đợi ông ngoại sang. Cái gì? Cho bác nhá. Cho nhá. À. Răng đẹp thế, răng. Vào đây, khoe quần áo mới. Thế không để lấy bánh sinh nhật nha. Im. Bạn đi vào lấy bánh gato. Lấy bánh gato. À thế, thế mẹ mặc quần áo cho Búng hay bà mặc? Mang áo, mang đây mặc tiếp ngoài này. Nào, bác Búng ra đây. Mang ra đây, mang đây. Mang đây bác mặc cho. Cái bác qua cái đầu tơ này. Bảo mẹ mang quần áo đây. Xấu hổ lắm, hở chim xấu hổ lắm. Không sợ. Nhanh lên, nào đi. Bảo mẹ mang quần áo đây. Bí mật riêng tư cơ mà. Rồi, nào, nào, nhanh. Sướng lắm. Ok. Eo ơi, ai mặc quần cái như kia kìa. Eo ơi, xấu quá. Xấu quá, quần con gái xấu quá. Em ơi. Đây, cậu Tráng, chúc mừng. Alo, cậu đi. Alo. Cậu nhớ hôm nay chưa? Dạ. Alo, cậu chưa? Dạ. Yeah. Alo. Cháu chào cậu. Đây. Dạ đây. Ờ, đây rồi. Nào, alo. Buôn kia. Đã ra rồi. Đây rồi. Alo. Đây đây. Đây. Ở đây thôi nó lại nó không nói chuyện rồi. Rồi tí nữa lúc nào mưa tí thì khoảng mấy giờ thì đi ngủ xe quần. Chị ra đây coi ra đây. Cái kiểu đấy là của ai em chấm biết không? Của bà nội nó đấy. Dắt các thứ vào trong người cả. Đấy đấy đấy. Bà hay dắt tiền đấy. Dắt điện thoại. Vào đây mẹ mặc cái áo có túi cho vào đúc. Cái áo đấy không có túi. Đi vào đây. Thì mặc áo mẹ thay áo kìa. Thay áo có túi nhá.